Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong 13 năm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nổi tiếng với bản lĩnh vừa sắc sảo vừa mềm dẻo vừa kiên định trong quan hệ đối ngoại. Trước đó ông từng 10 năm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng, Tổng cục 2. Nhưng ít ai biết ông Nguyễn Chí Vịnh từng khai gian tuổi, trong giấy tờ lý lịch chính thức ông sinh năm 1957, nhưng thực tế ông sinh năm 1959. Tôi hỏi ông, ông khai vống lên 2 tuổi để làm gì? Ông kể, khi tôi xin đi bộ đội thì mới có 17 tuổi, nếu khai tuổi thật người ta không cho nhập ngũ nên phải khai thêm 2 tuổi. Hỏi sau này Đảng và nhà nước có điều chỉnh tuổi sao ông không điều chỉnh? Ông cười, tôi để vậy không điều chỉnh, kẻo người ta lại nghĩ mình chạy tuổi thì buồn lắm. Ông là con trai đại tướng Nguyễn Trí Thanh, ông sinh ngày nào, tháng nào, năm nào, sinh tại đâu tổ chức đều biết rõ. Sau khi vị đại tướng lừng danh qua đời, ông Vịnh được cụ hồ và các bậc trưởng thượng của đảng và nhà nước như Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh rất quan tâm. Nhưng ông đã qua mặt các bậc tiền bối để sớm được ra chiến trường đối bước cha mình. Ông không hề ân hận khi khai vống tuổi cũng như không hề hối tiếc khi về hưu trước tuổi thật. Sau khi học xong thạc sĩ, ông không chọn con đường thuận lợi, ông phải năn nỉ mãi mới được đưa sang chiến trường Campuchia và bắt đầu con đường binh nghiệp bằng hoạt động tình báo. Tướng Lê Đức Anh, lúc đó là Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, đã gửi ông Vịnh đến công tác tại một đơn vị đặc biệt dưới quyền một sĩ quan chỉ huy tình báo lừng lẫy nhưng hoàn toàn bí ẩn, bà Quốc. Giữa chiến trường thầm lặng và khắc nghiệt, được sự dìu dắt của người chỉ huy và là người thầy khắc nghiệt, ông Vịnh đã trưởng thành Đầu tháng 3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu về cuốn sách Người thầy của tác giả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tâm sự, đây là cuốn sách ông viết dành cho các bạn trẻ, câu chuyện về Thiếu tướng Đặng Trần Đức cũng như những người đồng đội của ông không chỉ là câu chuyện về riêng ông, về ngành tình báo quốc phòng mà còn là những câu chuyện về thế hệ Hồ Chí Minh, không chỉ là lịch sử mà còn là giá trị của dân tộc, của đất nước phải giữ gìn. Đó cũng chính là lý do để cuốn sách ra mắt bạn đọc. Tướng Vịnh đã sống và hoạt động nhiều năm với ông Ba Quốc trên chiến trường âm thầm dầu sôi lửa bỏng. Từ một trợ lý của ông Ba Quốc, ông Nguyễn Chí Vịnh đã trưởng thành và lần lượt đảm nhiệm các cương vị: Phó phòng, Trưởng phòng, Cục phó, Cục trưởng, Tổng cục phó, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng. Từ năm 2000 đến năm 2009 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2009 đến 2021, lúc ông Ba Quốc từ trần ngày 26 tháng 3 năm 2004. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh Tướng Vịnh khóc nức nở như một đứa trẻ khi đọc điếu văn tiễn đưa người thầy của mình. Cuốn sách của Tướng Vịnh kể về người thầy của mình với lòng ngưỡng mộ và biết ơn trọn vẹn và qua đó, những ai từng đọc ông tướng tình báo bí ẩn sẽ biết thêm đầy đủ cuộc đời của một vị tướng tình báo anh hùng. Cuốn sách của Tướng Vịnh cũng góp phần bảo tồn những di sản của nghệ thuật quân sự, chính trị Việt Nam và truyền tải chúng qua các thế hệ những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại